chúng ta có buổi học mà cộng hưởng từ một số xung đặc biệt. Giảng viên là thạc sĩ bác sĩ Bùi Quang Huy, phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bạch Mai. Xin chào đồng tuổi, hôm nay là cái buổi hôm nay thì chúng ta có giáo sư tiến sĩ phó sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng sẽ tham dự với tư cách là phó chủ tịch hội đình quang và y học hạt nhân. Xin lỗi, thầy Dũng đã vào chưa ạ? Xin chào mọi người. Dạ vâng, xin chuyển điều khiển sang cho thầy Dũng. Thầy Dũng sẽ điều khiển cái buổi hôm nay ạ. À vâng, xin chào bác sĩ Bùi Quang Huynh đến từ Bình Minh Việt Đức nhá. Xin chào. Dạ, em chào thầy Dũng ạ. Ôi giời, hay quá, hôm nay là cái buổi sinh hoạt khoa học online rất là bổ ích đấy. Cộng từ và có chui sung mà lại còn đặc hiệu, đặc biệt. Ôi ra điểm nhấn của hôm nay sẽ là rất nhiều thứ. Hy vọng là các bạn sẽ qua một buổi được dưới sự trình bày những kinh nghiệm quý báu của bác sĩ Bùi Quang Huynh đến từ Bình Minh Đức thì trong công tác thực hành hàng ngày ở mỗi một lĩnh vực thì chúng ta có thể là ứng dụng những cái chuỗi xung mà có khi là trong máy chúng ta có chúng ta không để ý. Thế những cái sự áp dụng với lâm sàng thì là không những là xung thường quy mà xung ở mức mà liên quan đến một số bệnh lý đặc hiệu đặc biệt. Thì xin giới thiệu là bác sĩ Bùi Quang Huynh đến từ Bình Minh Đức chia sẻ với chúng ta những kinh nghiệm trong sự áp dụng những cái chuỗi xung này trong cái ngày hàng ngày. Xin mời bác sĩ Huynh ạ. À, vâng, em xin phép được cho các thầy Dũng và các quý anh chị đồng nghiệp được trình bày cái bài cộng từ và các chuỗi xung. Chúng ta biết là cộng từ viết tắt là MRI, tức là Magnetic Resonance Imaging, là một ứng dụng trong y học lâm sàng từ đầu thập kỷ 80, trên gọi ban đầu là y học hạt nhân với các tín hiệu tạo ảnh bắt nguồn hạt nhân HIRO. Hiện nay đã có nhiều tiến bộ và ứng dụng mới tạo nên một bước đột phá trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Cộng từ là một phương pháp tạo ảnh dưới dạng các lớp cắt. Nó cho sự tương phản khác nhau giữa các cấu trúc trên cùng một lớp cắt. Nó có khả năng thăm khám phần mềm và đặc biệt hệ thần kinh trung ương, và chúng ta biết là nó chiếm đến 1/2 các cái thăm khám hàng ngày là của hệ thần kinh trung ương. Cộng từ là một kỹ thuật cho phép tạo ảnh theo bất kỳ một mặt phẳng nào. Thông thường chúng ta sẽ tạo ảnh theo ba mặt phẳng: mặt phẳng ASEAN, mặt phẳng Sagittan, mặt phẳng Coronal. Như trên hình ảnh. Đây là một phương pháp thăm khám không sử dụng tia X mà nó sử dụng photon của nguyên tử hydro có nhiều trong tự nhiên, 99% hydro trong vũ trụ, 72% ở người. Và nguyên tử hydro trong cơ thể người á, nó ở trong nước, ở trong các gốc CH, OH. Thế thì cái quá trình tạo ảnh của cộng từ như thế nào? Thứ nhất là bệnh nhân, trước hết bệnh nhân được đặt trong cái môi trường từ trường ở B0, được kích thích bởi sóng RF. Sau đó cơ thể phản ứng lại bởi việc gửi lại các tín hiệu RF phản hồi. Các tín hiệu RF này sẽ được thu lại bởi một anten. Và anten này chính là các cái coil hoặc là tích hợp sẵn hoặc là lắp đặt bên ngoài. Sau đó tín hiệu sẽ truyền hệ thống tin học và xử lý cho chúng ta các hình ảnh với các lớp cắt tương ứng. Thế thì các cái chuỗi xung cơ bản, đầu tiên xin phép được giới thiệu các chuỗi xung cơ bản trước. Thì chúng ta có chuỗi xung spinaco, chuỗi xung gardenico, chuỗi xung inversion recovery, chuỗi xung fast spinaco hay là triple spinaco, tức là những chuỗi xung spinaco nhanh, các chuỗi xung eco spinaco nhanh và có tái tạo 3D. Về các thông số cơ bản đó, thì các chuỗi xung này dựa vào các cái thông số sau. Thứ nhất là TR là thời gian lặp lại của chuỗi xung. Thời gian lặp lại của sóng điện từ ảnh hưởng trực tiếp tới T1. TR càng dài thì tính T1 giảm. Thứ hai là TE, tức là thời gian âm vang, thời gian này được thu được tín hiệu sau khi phát xung động điện từ, thì cái thời gian này ảnh hưởng đến T2. TE càng dài thì tính T2 càng tăng. Đó. Thì các chung thông số cơ bản đây, ví dụ chuỗi xung T1 thì chúng ta sẽ có là TR ngắn và TE ngắn. Chuỗi xung T2, TR dài và TE dài. Chuỗi xung proton thì TR dài và TE ngắn như trên hình đấy. TE càng tăng thì thông tin về tương phản với T2 càng tăng. TR giảm thì hiệu ứng T1 trở nên tối đa. Đây là một hình ảnh minh họa chụp tung chúng ta có thời gian TE và chụp quanh là thời gian TR. Thì chuỗi xung T1 là chuỗi xung có TE và TR ngắn, T2 là TE và TR dài, và chuỗi xung proton là chuỗi xung có TR dài và TE ngắn. Đây là hình ảnh minh họa. Chúng ta biết là chuỗi xung T1 là chuỗi xung mà có TR ngắn và TE ngắn, là một chuỗi xung mà
cho chúng ta các cái thông tin về giải phẫu anatomy tốt nhất từ chuỗi xung T1. Chuỗi xung T2 là chuỗi xung mà có TR dài và TE dài, là chuỗi xung mà có đặc điểm pathology, tức là mang lại cho chúng ta những thông tin về mặt bệnh lý. Thì chuỗi xung PD ấy, là chuỗi xung nó ở giữa, có TR dài, TE ngắn, thì đó vừa mang cho chúng ta những thông tin về anatomy giải phẫu, vừa mang cho chúng ta những thông tin về pathology là bệnh lý. Thì hiện nay chuỗi xung PD này cũng được sử dụng nhiều trên lâm sàng, đặc biệt là thăm khám cơ xương khớp. Spinico là một chuỗi xung cơ bản, nó có chất lượng hình ảnh tốt, ít nhận với tính không đồng nhất của thị trường. Tuy nhiên thời gian thăm khám thì dài. Cho nên hiện nay các chuỗi xung Spinico T1 thì thường có xu thế được thay bởi các xung T1 Grandinico. Còn các chuỗi xung T2 Spinico thì có xu thế được thay thế bởi các xung Spinico nhanh. Tùy theo từng hãng máy mà có các tên thương hiệu TSE, Turbo Spinico hay là FSE, Fast Spinico. Các chuỗi xung nhanh cho phép rút ngắn đáng kể thời gian thăm khám nhưng đồng thời vẫn cho hình ảnh T2 với chất lượng tốt. Đây là các hình ảnh minh họa chuỗi xung Spinico khi mà mình thay đổi các cái thông số TE và TR. Cái thứ hai là xung Gradienico. Gradienico là xung có thời gian TR ngắn, TE ngắn, tức là cái chuỗi xung này nó không chỉ phụ thuộc vào hai thông số TR và TE như là Spinico mà nó có thêm thông số thứ ba, tức là Pass Angle, tức là góc đập. Góc đập càng nhỏ thì nó giảm kéo dài TR và cho phép bù lại TR rất là ngắn. Chúng ta có chuỗi xung Spinico tùy theo từng hãng máy và có chuỗi xung Flash hoặc là SPGR. Đây là chuỗi xung nhanh nhưng có cái nhược điểm là nhạy cảm và tính không đồng nhất của thị trường, tức là nó rất dễ bị artifact. Ưu điểm của nó là thường được sử dụng chuỗi xung T2 sao, chuỗi xung T2 Gradienico trong việc phát hiện các sản phẩm do quá trình phân hủy hemoglobin, tức là trong việc phát hiện các cái quá trình mà có chảy máu phân hủy hemoglobin. Chúng ta có T1 Gradienico, T2 Gradienico, ngoài các thông số TR và TE ngắn ra nó còn thay đổi các thông số của góc đập PA. Đây là chuỗi xung Gradienico khi mà chúng ta thay đổi các thông số góc đập khác nhau. Chuỗi xung cơ bản tiếp theo là chuỗi xung khôi phục bịch đảo, inversion recovery. Thì ngoài cái việc nó phụ thuộc vào thông số TE và TR, nó phụ thuộc vào thông số TI, tức là thời gian nghịch đảo. Thì TI nó sẽ bằng 0,69 nhân với T1 của tổ chức. Chúng ta có chuỗi xung T1 IR và chuỗi xung T2 IR, đó là flare và steer. Đây một phần minh họa một số chuỗi xung IR. Chúng ta có chuỗi xung steer hoặc là turbo steer, là một chuỗi xung mà xóa mỡ bằng việc sử dụng IR. Nó có đặc điểm hình ảnh giống như là trên T2 phát sát. Chuỗi xung thứ hai là chuỗi xung flare, là cũng chuỗi xung IR, là một chuỗi xung xóa tín hiệu của dịch sinh lý, ví dụ chụp sọ não thì nó sẽ xóa tín hiệu của dịch não tủy. Chuỗi xung true IR, tức IR thực sự, là chuỗi xung T1 IR thì thường là nó sử dụng trong trường hợp mà chúng ta chụp các cái sọ não động kinh để phát hiện cái sự lạc chỗ của chất xám. Một số chuỗi xung fast spinico nhanh, tức là chuỗi xung mà thăm khám hydro MRI ấy, thì nó có thời gian TR dài hoặc và TE dài, chủ yếu là để nó xác định các cái tín hiệu của tổ chức có dịch và các lớp cắt thì dày. Còn nếu mà thay đổi thời gian TE ngắn thì tín hiệu dịch thu được sẽ mạnh hơn và có quan sát được cả tổ chức đặc nữa. Chúng ta đây có các chuỗi xung mà TE dài và TE ngắn. Trong ứng dụng chuỗi xung này trong thăm khám rất nhiều, ví dụ như là dựng hình cây mật tụy này, rồi chụp được tiết niệu này, vân vân. Một số các chuỗi xung chụp mạch chúng ta có thể áp dụng xung time of flight, thời gian bay, phase contrast, tương phản về pha, và có tiêm thuốc đối quang từ. Đấy là những chuỗi xung cộng từ cơ bản. Còn sang phần chính của ngày hôm nay là tôi xin phép giới thiệu các chuỗi xung đặc hiệu. Còn cái chuỗi xung xóa mỡ này, xin lỗi, chuỗi xung xóa mỡ thì chúng ta có steer, các chuỗi xung phát sát, xóa mỡ chọn lọc trên T1, PD, T2, xóa mỡ trong tế bào interface.
bắt đầu các chuỗi xung đặc hiệu bằng chuỗi xung cộng từ khuếch tán MA diffusion. Thì cộng từ khuếch tán được tạo bởi các chuyển động của các phân tử nước. Nguyên lý là giảm tín hiệu của những gì chuyển động bằng ứng dụng tranh từ trên chuỗi xung spinnaker T2, và thường là có hai chuỗi xung với hai giá trị B khác nhau. Đối với sọ não thì chúng ta hay áp dụng B0 và B1000 giây trên mm vuông. Các chuyển động của phân tử nước thì chúng ta hiểu là chuyển động của phân tử nước ở trạng thái bình thường nước cũng có chuyển động, đó là chuyển động của Brown. Tín hiệu càng giảm khi mà chuyển động của các phân tử càng lớn. Trên lý thuyết ấy, tăng tín hiệu trên diffusion nghĩa là khuếch tán của phân tử. Tăng tín hiệu nghĩa là khuếch tán của phân tử giảm. Vô tâm tĩnh giảm tín hiệu là khuếch tán của phân tử tăng. Vô tâm chuyển động. Thì có một cái yếu tố B hay là hệ số khuếch đại ấy, thì nó phụ thuộc vào độ tranh từ. Nó cũng phụ thuộc vào sự phân bổ nước trong các khoang, trong tế bào, ngoài tế bào, dịch tự do như dịch tạo tủy, phụ thuộc vào đặc tính của môi trường, đậm độ tế bào, đậm độ protein, số lượng nước. Hệ số B càng cao thì hiệu ứng T2 càng yếu, hiệu ứng diffusion càng tăng, tức là B0 là gần với hình ảnh T2 nhất. B càng thấp thì càng gần với hình ảnh T2, B càng cao thì càng tăng hiệu ứng diffusion, tăng hiệu ứng khuếch tán. Có một cái hệ số nữa là hệ số khuếch tán biểu kiến, là viết tắt là ADC. Thì đây là cũng hệ số rất là quan trọng mà chúng ta cũng phải lưu ý khi mà đọc cộng từ khuếch tán. Thì nó được đặc trưng bởi mức độ chuyển động của nước tính bằng mm vuông trên giây. Bình thường là dịch não tủy giảm tín hiệu, tức là các phân tử nước rất là chuyển động cho tín hiệu nó rất là giảm. Tín hiệu giảm thì là không có hạn chế khuếch tán. Nhu mô não bình thường đồng tín hiệu, nhu mô não thiếu máu thì sẽ tăng tín hiệu, có nghĩa là chuyển động ngoài tế bào giảm do phù ngộ độc tế bào trong tế bào và ngừng bơm natri kali. Cái này chúng ta gọi là tăng hạn chế khuếch tán. Đây là minh họa các cái hệ số B, B0 này, B500 và B1000 trên ảnh cộng từ. B càng thấp thì hiệu ứng T2 càng tăng, B0 thì hình ảnh có tính T2 cao nhất, giống ảnh T2. Đây là giá trị bình thường của ADC ở trong các mô. Chúng ta có dịch não tủy này, chất xám và chất trắng như trên hình trên bảng này. Thế thì khi mà đọc cụm từ thì chúng ta không chỉ quan tâm đến hệ số B mà chúng ta phải quan tâm đến cả ADC nữa, bằng quan tâm đến bản đồ ADC nữa. Thì lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn. Thế ứng dụng trong lâm sàng của cụm từ khuếch tán là gì ạ? Nó có nhiều ứng dụng lắm, nhưng mà đối với sọ não thì chúng ta hay ứng dụng cụm từ khuếch tán trong trường mà xác định có thiếu máu động mạch, có khác phân biệt giữa khối u hoại tử đằng nang với áp xe não, phân biệt giữa các cái nang dưới nhện và nang thượng bì. Thiếu máu não, mục đích của cụm từ là ở giai đoạn sớm là chúng ta xác định được cái giai đoạn của thiếu máu, có thiếu máu hay không, và giai đoạn thiếu máu là giai đoạn gì. Thì giai đoạn sớm thì nó sẽ có tăng tín hiệu của vùng thiếu máu và ADC giảm từ 20-60%. Tăng tín hiệu trên diffusion có thể phát hiện được từ phút 39. Và thường khi mà chúng ta nhìn thấy tăng hiệu diffusion đó, thì cái vùng tổn thương chúng ta xác định được là cái vùng không hồi phục. Thì ngoại vi tổn thương đó, thì lúc đó chúng ta xác định giá trị ADC bình thường hoặc dưới bình thường. Và phải xem trên hai dữ liệu hình ảnh, diffusion cũng như là ADC. Để chúng ta, đây là ví dụ minh họa một trường hợp mà bệnh nhân có thiếu máu cấp tính, chúng ta có ổ tổn thương giảm tín hiệu T1 ở tủy thái dương bên phải, tăng T2 và tăng tín hiệu rất là mạnh trên diffusion với hệ số B và 1000, và trên ADC thì nó giảm tín hiệu. Đây là thể hiện một tình trạng thiếu máu cấp tính. Một cái ví dụ minh họa khác, chúng ta thấy là dưới này chúng ta có chuỗi xung flare này. Chuỗi xung flare, trên chuỗi xung flare này hầu như chúng ta không nhận biết được tín hiệu bất thường, ngoại trừ cái vùng mà thoái hóa myelin ở cạnh não thất bên hai bên như này. Tuy nhiên trên chuỗi xung diffusion với cửa sổ với hệ số B màu 1000 thì chúng ta nhìn thấy là có vùng tăng tín hiệu trên diffusion, tức là hạn chế khuếch tán ở vùng ở thùy chẩm hai bên cũng như là ở vị trí đồi thị hai bên. Thế và trên ADC thì chúng ta nhìn thấy rõ là các cái vùng
tổn thương này nó giảm tín hiệu, nó giảm tín hiệu ở thị trường hai bên cũng như là vùng đô thị. Một ví dụ minh họa khác là chúng ta có một tổn thương rất là rộng ở bán đầu cầu não bên phải cùng thùy chán và thái dương phải. Ở đây trên cửa sổ B0 thì chúng ta thấy là tăng tín hiệu trên cửa sổ B0 và tăng mạnh trên cửa sổ B1000 và với ADC giảm trên bản đồ ADC MET. Thì trường hợp như ở trên ấy, thì chắc chắn là chúng ta chẩn đoán được ngay là một cái ổ nhồi máu cấp tính rộng ở bán cầu não bên phải. Còn hình ảnh dưới ấy, thì mặc dù trên cửa sổ B0 có tăng, B1000 có tăng tín hiệu, tuy nhiên trên ADC chúng ta không thấy giảm rõ rệt. Thì trường hợp này chúng ta phải xem lại và thật sự thận trọng khi mà đọc là có nhồi máu não hay không. Một ví dụ minh họa khác, ở đây chúng ta có ảnh T2 spinico. Trên hình ảnh này ấy, chúng ta không nhìn thấy cái tổn thương gì rõ rệt ngoại trừ những cái ổ tổn thương mà tăng tín hiệu chất trắng, dạng thoái hóa myelin chất trắng ở giải rác hai bên bán cầu đại não. Tuy nhiên trên cửa sổ B1000, trên cửa sổ diffusion với hệ số B1000 chúng ta thấy là có một ổ tăng tín hiệu rất là mạnh ở vị trí vỏ não thùy trầm bên phải và tương ứng đó là ADC giảm tín hiệu cho ADC. Thì trên bản đồ tuyến máu perfusion thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng mà tổn thương ở trên tương ứng ở trên diffusion thì nó có hạn chế, nó có thể tích dòng máu cũng như là lượng máu ở thời gian đạt đỉnh thì nó giảm. Trên perfusion chúng ta còn xác định được cái vùng tranh tối tranh sáng là cái vùng mà giảm tuyến máu và nhu mô não có thể hồi phục được ở trên perfusion. Và trên chuỗi trung top 3D dựng hình mạch máu chúng ta thấy là hình ảnh cắt cụt của động mạch não giữa bên phải và huyết khối. Một ví dụ khác cũng tương tự, chúng ta có một cái ổ tổn thương nghi ngờ được tăng tín hiệu nhưng mà nó không rõ rệt ở nhu mô bán cầu não bên trái. Tuy nhiên trên diffusion thì hình ảnh tăng tín hiệu rất là mạnh với hệ số trên cửa sổ B1000, tăng tín hiệu rất là mạnh và tổn thương rất là rộng với ADC giảm rõ rệt. Thì đây là một nhồi máu cấp tính ở bán cầu não bên trái. Và trên ảnh tuyến máu thì chúng ta xác định được cái vùng lõi của nhồi máu là vùng nhu mô não không hồi phục được, giảm rõ rệt thể tích dòng máu cũng như là thời gian tới đỉnh và xác định được cái vùng tranh tối tranh sáng ở xung quanh. Trên hình ảnh top 3D ấy, thì đây là bệnh nhân mà tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong bên trái. Đối với thiếu máu bát cấp thì sao? Đối với thiếu máu bát cấp thì đây chúng ta có ảnh trên B0 này, thì chúng ta sẽ có hình ảnh hoặc là đồng tín hiệu trên diffusion hoặc là tín hiệu tăng nhẹ trên diffusion. Còn ADC chúng ta cũng nhìn thấy là nó cũng có giảm tín hiệu trong trường hợp này, tổn thương ở vị trí nhân bèo bên phải. Thiếu máu mạn tính thì cái hình ảnh tổn thương á, nó ngược lại so với thiếu máu cấp tính. Nghĩa là gì? Nghĩa là ở thiếu máu cấp tính á, thì diffusion nó tăng tín hiệu và ADC giảm. Còn ở thiếu máu mạn tính á, thì diffusion nó giảm tín hiệu ở trên cửa sổ B1000. Và đối với B0 á, thì tín hiệu của tổn thương giống như tín hiệu của dịch não thủy. Trên ADC thì trên ADC MET thì tổn thương tăng tín hiệu. Vậy thì nó ngược lại so với thiếu máu cấp tính. Cấp tính là diffusion tăng, ADC giảm. Còn mạn tính thì diffusion giảm, ADC tăng. Ở trường hợp khác, bệnh nhân có ổ tổn thương tăng tín hiệu thứ hai rõ ở thùy trầm bên phải. Trên diffusion B1000 chúng ta thấy là tổn thương giảm tín hiệu và tăng thì ADC. Đây là ổ tổn thương về máu mạn tính. Thì tóm tắt lại, các cái giai đoạn của nhồi máu ở trên cộng từ khuếch tán chúng ta có ở giai đoạn cấp thì diffusion B1000 tăng tín hiệu, ADC giảm. Giai đoạn bán cấp thì diffusion đồng hoặc tăng tín hiệu, ADC bình thường. Giai đoạn mạn tính thì diffusion giảm, ADC tăng, ngược lại giai đoạn cấp tính. Thì đây là một proton thái độ xử trí trên cộng từ đối với bệnh nhân mà có nghi có đột quỵ thiếu máu não. Khi chúng ta chụp lên thấy T2 và flare bình thường mà có hạn chế quách tán trên diffusion thì chẩn đoán là nhồi máu não cấp. Còn nếu như thấy tăng tín hiệu như thứ hai và có hạn chế quách tán trên diffusion thì đây chúng ta phải tính ADC. Nếu mà ADC thấp thì nghĩ đến tổn thương thiếu máu, ADC giảm nghĩ đến tổn thương thiếu máu. ADC mà tăng á thì lúc đó sẽ phải nghĩ đến các cái tổn thương khác, có thể là u não. Thì ADC trong trường hợp thiếu máu não á, rất là quan trọng. Giảm ADC từ những phút đầu tiên trong thiếu máu, ADC giảm trong một tuần và đến giai đoạn mà từ ngày thứ 7 trở đi đến ngày thứ 10 có thể có hình ảnh giảm bình thường, tức là chúng ta nhìn thấy không thấy tăng nhạt tín hiệu rõ rệt trên ADC.
sau đó thì ADC có thí nghiệm tăng lại đến giai đoạn mãn tính theo tổn thương hoại tử. Đây là cái hình ảnh mà ADC giảm bình thường ngày thứ bảy, mặc dù là diffusion rất là tăng tín hiệu, mà ADC thì khi việc giảm tín hiệu cho ADC là không rõ rệt. Ở giai đoạn muộn chúng ta thấy là ADC diffusion giảm và ADC tăng thì giống ngày hôm nãy rồi. Có một cái đặc điểm đấy chúng ta cần lưu ý là đối với cộng từ khuếch tán thì cái việc mà xem xét cái đặc điểm hình ảnh trên ADC rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chỉ tăng tín hiệu diffusion không á thì không nói đó là hạn chế khuếch tán. Chúng ta chỉ nói là hạn chế khuếch tán khi mà tăng tín hiệu trên diffusion V1000 ADC giảm mà thôi. Lý do tại sao thì lát đến phần tiếp theo tôi sẽ giải thích. Đây là cái việc thay đổi tín hiệu trên ADC theo thời gian. Ở ngày đầu tiên chúng ta thấy ADC giảm của thiếu máu cấp tính. Giai đoạn thiếu máu mãn tính ADC gần giống bình thường, và giai đoạn ban cấp, giai đoạn mãn tính thì ADC nó tín hiệu giống như sinh học tuyệt. Đây chúng ta thấy là các cái biểu đồ thể hiện tình trạng thay đổi của tổn thương trên tín hiệu T2 diffusion và ADC. Ở giai đoạn cấp tính, giai đoạn ngày thứ hai chúng ta có trên diffusion flare tổn thương ở vị trí nhân bèo cạnh não thất bên phải, tăng hiệu trên diffusion và ADC giảm. Giai đoạn tiếp theo chúng ta thấy là có tăng hiệu trên diffusion và ADC gần như là bình thường. Giai đoạn mãn tính chúng ta thấy là diffusion giảm và ADC tăng. Tuy nhiên một số trường hợp là có thể tồn tại hai giai đoạn thiếu máu trên cùng một bệnh nhân. Ví dụ trường hợp này chúng ta thấy là vị trí mũi chân đen đó, thì là diffusion tăng nhẹ và ADC cũng tăng. Còn ở mũi tiên xanh ấy, thì là diffusion tăng và ADC giảm rõ rệt. Tổn thương vừa có nhồi máu cấp tính vừa nhồi máu mãn tính bán cấp. Thế thì khi mà chúng ta đọc tổn thương này có hạn chế khuếch tán hay không thì chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến ADC. Tức là ADC mà có giảm tín hiệu thì lúc đó chúng ta mới đọc là tổn thương này hạn chế khuếch tán. ADC tăng thì tổn thương này không hạn chế khuếch tán. Bởi lý do tại sao? Nếu chúng ta chỉ dựa vào diffusion không thì chúng ta biết là không phải cứ tăng trên diffusion có nghĩa là có tổn thương hạn chế khuếch tán, không phải cứ tăng trên diffusion có nghĩa là có nhồi máu, là do một cái hiệu ứng nhiễu ảnh gọi là T2 side through. T2 side through là gì? Là do cái tổn thương tăng hiệu mạnh trên T2, và đây không phải là khuếch tán hạn chế thực sự. Lý do là chúng ta thấy đây diffusion tăng nhưng mà ADC nó cũng tăng. Ngoài ra chúng ta có thể gặp trong các tổn thương khác như áp xe, rồi u màng não, rồi các nhiễu ảnh. Đây chúng ta có một ví dụ minh họa một ổ tổn thương tăng tín hiệu trên diffusion ở đám rối mạch mạc bên phải, có giảm tín hiệu không rõ rệt trên ADC, và trên T2 thì nó tăng tín hiệu rất là rõ giống như là dịch đạo tủy. Thì đây là hình ảnh T2 side through, có ổ tổn thương này tăng tín hiệu rất là mạnh trên T2 chứ không phải là tổn thương nhồi máu. Một trường hợp khác cũng vậy, một ổ tổn thương là u màng não ở thủy thái dương bên phải, chúng ta thấy là trên chỗ sung flare tăng tín hiệu rất là mạnh, chính vì vậy mà trên diffusion chúng ta cũng thấy tăng tín hiệu, tuy nhiên ADC tín hiệu cũng rất là tăng. Thì đây không phải là hạn chế khuếch tán, không phải là nhồi máu cấp tính. Có một đặc điểm lưu ý là không phải tất cả các hạn chế khuếch tán đều là nhồi máu động mạch, có nhiều trường hợp nhồi máu tĩnh mạch cũng có đặc điểm tương tự. Đây là một ví dụ chúng ta nhìn thấy ở nhu mô thủy trán bên trái, ổ tổn thương tăng hiệu nhẹ không rõ T2, có tăng hiệu trên diffusion B1000 và giảm tín hiệu cho ADC, hạn chế khuếch tán rõ. Và chúng ta có nhìn thấy cái tăng tín hiệu tự nhiên ở trong lòng của xoang dọc trên, thể hiện tình trạng huyết khối cũng như là trên cái chuỗi xung mà top 2D dựng hình lên, chúng ta thấy là huyết khối ở xoang tĩnh mạch dọc trên. Trong một trường hợp nhồi máu tĩnh mạch, nhồi máu tĩnh mạch thì chúng ta có thể gặp một cái tội dạng tổn thương khác, đó là tín hiệu cho diffusion giảm, ADC tăng. Và chúng ta còn nhìn thấy là trên chuỗi xung dựng hình top dựng hình tĩnh mạch, chúng ta thấy là huyết khối toàn bộ tĩnh mạch xoang tĩnh mạch ngang bên trái. Một số các trường hợp tụ máu khác thì cũng có thể có hình ảnh hạn chế khuếch tán ADC. Trong trường hợp này một ổ tụ máu ở vị trí đồi thị bên phải ngày thứ 10. Rồi các trường hợp mà có hạn chế khuếch tán trong trường hợp mà có u dầu tế bào thì chúng ta phải xem xét cái chuỗi xung khác nữa, chuỗi xung C1 sau tiêm cho cảnh quan, chúng ta nhìn thấy hình ảnh khối và có tổn thương hạn chế khuếch tán là do u dầu tế bào và gây thâm nhiễm xung quanh u. Các tổn thương viêm não
cũng có thể gặp khi nhà hạn chế khuếch tán với diffusion B 1000 tăng và AC giảm. Tuy nhiên trên chuỗi xung T1 sau tiêm thuốc chúng ta nhìn thấy cái vùng tổn thương cấm thuốc của viêm não. Một cái ứng dụng nữa trong áp dụng trong chẩn đoán các bệnh lý ở sọ não đó là trong áp xe não. Chúng ta biết là áp xe não về mặt hình ảnh thì nó sẽ gồm hai phần: phần dịch bên trong, phần dịch bên trong là chứa mủ, chứa các cái xác của bạch cầu, của các đại thực bào, chứa các protein vân vân, cho nên là chuyển động của các tế bào, các phân tử nước trong này rất là chậm, nó sẽ gây hiện tượng hạn chế khuếch tán ở phần dịch bên trong. Ở đây chúng ta có là phần dịch tăng ký hiệu rõ trên T2, giảm ký hiệu trên T1, hạn chế khuếch tán trên diffusion với ký hiệu tăng rất là mạnh trên B1000 và ADC giảm. Phần thứ hai của áp xe não tức là phần vỏ, ta nhìn thấy phần vỏ nó giảm ký hiệu rõ T2 và là do tổ chức sơ sợi dầu collagen giảm ký hiệu trên T2 và gấm trúc mạnh sau tiêm là không hạn chế khuếch tán. Với đặc điểm như vậy, nó giúp cho chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa các cái u não có hoại tử bên trong, u não hoại tử dạng ngang với các cái tổn thương áp xe não. Như ví dụ trên hình chúng ta có một hàng trên á, hàng trên là một bệnh nhân khác và hàng dưới là một bệnh nhân khác, hai bệnh nhân khác nhau. Hàng trên chúng ta có một ổ tổn thương ở nhu mô não thủy thái dương bên phải, gấm trúc mạch dạng viền, ở trung tâm thì có tín hiệu dạng hoại tử bên trong á, giảm trên T1 và tăng trên T2. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy hạn chế khuếch tán, không nhìn thấy hạn chế khuếch tán sau tiêm. Chúng ta nhìn thấy là B trên cửa sổ B 1000 thì nó giảm và ATC tăng. Ngược lại ở khối tổn thương ở phía dưới, tổn thương phía dưới bán cầu não bên trái, chúng ta thấy là tổn thương này có rất nhiều hốc thông với nhau và dịch bên trong thì tăng hiệu diffusion và ADC giảm. Thì ở phía trên là một tổn thương u não dạng ngang và dưới là tổn thương áp xe não. Trường hợp này cũng vậy, ở hàng trên là một bệnh nhân khác, chúng ta có ổ tổn thương dạng ngang giảm hiệu T1, tăng trên T2, ngấm thuốc dạng viền sau tiêm và hạn chế khuếch tán trên diffusion. Đây là một hình ảnh của áp xe não. Ở dưới chúng ta có tổn thương ở thùy chán bên phải, cũng là tổn thương dạng ngang như vậy, cũng ngấm thuốc dạng viền, tuy nhiên mà không có hạn chế khuếch tán ở phần dịch trung tâm, thay vì đó là có hạn chế khuếch tán ở vùng ngoại vi. Là như thế, ổ tổn thương u não GBM. Một cái trường hợp khác là một u thật kinh đệm ở bản cầu não bên trái, chúng ta nhìn thấy là nó cũng gồm có hai phần: phần ký hiệu tổ chức đặc ở ngoại vi ngấm thuốc dạng ngoại sau tiêm và phần dịch ở trung tâm không hạn chế khuếch tán. Đây là tổn thương u não. Hoặc là các u dạng ngang khác, ví dụ như là tổn thương di căn não đa ổ, trong trường hợp này chúng ta thấy là các cái tổn thương dạng ngang chứa dịch bên trong, ngấm thuốc mạnh dạng viền và dịch đó không hạn chế khuếch tán thì chúng xung diffusion. Một trường hợp u não dạng ngang khác, tức là một trường hợp di căn não khác, chúng ta cũng thấy là tổn thương dạng ngang có vỏ cấm thuốc mạnh sau tiêm và không hạn chế khuếch tán thì dần chúng ta chỉ nhìn thấy cái phần cấm thuốc ở ngoại vi nó giảm hiệu trên ADC thôi, phần dịch bên trong thì không hạn chế khuếch tán. Có một tổn thương nữa hạn chế khuếch tán trên diffusion, nhưng mà chúng ta phải dựa thêm các cái đặc điểm hình ảnh trên thông từ thường quy, đó là tổn thương hay gặp lanh phôm, là tổn thương một khối u đặc ngấm thuốc rất là mạnh và đồng nhất sau tiêm và có hạn chế khuếch tán sau tiêm trên diffusion. Một cái tổn thương lanh phôm khác ở cạnh não thất bên trái, chúng ta có thấy là ngấm thuốc rất là mạnh trên chuỗi xung T1 sau tiêm, hạn chế khuếch tán trên diffusion. Một cái ứng dụng nữa của chuỗi xung khuếch tán ấy, trong các bệnh lý sọ não, đó là phân biệt các khối dạng nang, đặc biệt là các khối dạng nang ngoài trục, ví dụ như là nang dưới nhện và các cái nang thượng bì. Thì đây chúng ta có là hình ảnh hai cái hình ảnh ở trên đó là của tổn thương nang dưới nhện. Chúng ta nhìn thấy cấu trúc dạng nang tín hiệu giống như tín hiệu dịch não thủy nên không có hạn chế khuếch tán trên diffusion. Còn ở dưới là chúng ta nhìn thấy là một khối ở góc cầu tiểu não bên phải thì có hạn chế khuếch tán trên diffusion. Thì phía trên là nang dưới nhện, còn phía dưới là nang thượng bì. Đây là hình ảnh minh họa một cái khối dạng nang khác ở bên vùng thái dương bên phải, chúng ta thấy là các cái hốc dạng nang tăng hiệu T2 giảm T1, tăng hiệu rất là mạnh trên diffusion và ADC giảm. Thì đây là một hình ảnh của một cái nang thượng bì điển hình. Một trường hợp minh họa khác, một khối bán cầu ngoài trục bán cầu trái, chúng ta có thấy là tăng hiệu rất mạnh trên T2, giảm T1,
nhưng mà không có hạn chế với cán trên đít giật. Thì đây là hình ảnh của cái đang thứ nhất. Đến xong cái cổng từ khuếch tán đến cái chuỗi xung đặc hiệu thứ hai là chuỗi xung cổng từ tưới máu MA perfusion. Thì perfusion ấy, còn được gọi là perfusion weighted imaging ấy, là kỹ thuật cổng từ đánh giá sự tưới máu bên trong của các mô. Vai trò chính là đánh giá tình trạng thiếu máu, tức là xác định cái vùng tranh tối tranh sáng là cái vùng nhu mô não mà có thể hồi phục lại được sau khi chúng ta điều trị. Chúng ta biết là cái tổn thương mà chúng ta nhìn thấy hạn chế khuếch tán trên diffusion, diffusion tăng ADC giảm, đúng không ạ? Thì thường là cái vùng đó là cái vùng mà lõi của nhồi máu, tức là vùng đấy là vùng nhu mô não chết rồi. Vấn đề chúng ta phải xác định là cái vùng tranh tối tranh sáng là cái vùng mà giảm tưới máu và có thể hồi phục lại sau khi điều trị, thì chúng ta phải dựa vào diffusion. Cái vai trò thứ hai là trong u não thì nó đánh giá cái phần có độ cao nhất của u tế bào hình sao thâm nhiễm, giúp phân biệt được các u não bậc 4, u não thần kinh đệ bậc 4 với các cái di căn não, rồi các ứng dụng trong bệnh lý thoái hóa thần kinh. Thì đối với perfusion mà nói có nhiều kỹ thuật perfusion, nhưng mà hiện tại có 3 kỹ thuật mà hay sử dụng nhất, đó là hai kỹ thuật trên ấy, kỹ thuật dynamic susceptibility contrast, tức là kỹ thuật đối quang nhạy từ, tương phản đối quang nhạy từ, tương phản động học nhạy từ, là kỹ thuật mà dùng thuốc đối quang. Kỹ thuật thứ hai cũng là dùng thuốc đối quang. Kỹ thuật đầu là tương phản đối quang nhạy từ, là kỹ thuật mà chúng ta sẽ sử dụng chuỗi xung thứ hai sao. Thứ hai Guardian Echo là chuỗi xung hay được sử dụng nhất. Lý do tại sao lát tôi sẽ giải thích. Chuỗi xung thứ hai ấy, thì hay được sử dụng trong trường hợp mà thăm khám nhiều trạng ngoại trừ sỏi não ra, đó là chuỗi xung động học đối quang, tức là chuỗi xung perfusion trên kề một. Cái thứ ba là chuỗi xung perfusion mà không dùng thuốc đối quang từ, không dùng thuốc tương phản từ, đang chuỗi xung đánh dấu động mạch. Thì các giá trị chúng ta sẽ tính là time to peak, thời gian đạt đỉnh này, mean transit time, thời gian chuyển dạng trung bình, thể tích dòng máu, lưu lượng dòng máu và cái vùng mà tưới máu âm tính và chỉ số Kitrans. Trên perfusion chúng ta có thể mã hóa màu sắc, dùng thang xám hoặc mã hóa màu. Trên bảng đồ màu thì chúng ta đánh giá dựa trên màu sắc, tức là cái lưu lượng dòng máu và thể tích dòng máu giảm dần, có màu giảm dần từ đỏ đến tím. Màu tím là lưu lượng máu thấp nhất, màu đỏ là lưu lượng máu cao nhất. TTP và MTT thì có màu sắc giảm dần từ đỏ đến tím, màu đỏ là thời gian kéo dài nhất, màu đen là giống dịch não tủy, sẽ không có kết quả đo. Và vùng tổn thương có thể đo đạc để cho các cái chỉ số cụ thể. Thì so sánh cộng từ perfusion cộng từ tưới máu với các phương pháp chẩn đoán khác, thì đây là một phương pháp khám nhanh, không nhiễm xạ, chúng ta có thể lấy được toàn bộ sỏi não, có độ phân giải cao, và tất nhiên là chúng ta có thể kết hợp hình ảnh sỏi não cộng từ thường quy cho độ nhạy cao trong chẩn đoán, và nó đánh giá là cái vùng không phù hợp giữa diffusion với perfusion. Kỹ thuật thứ hai, tức là kỹ thuật xin lỗi, kỹ thuật đầu tiên đi sâu vào kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật tưới máu trên chuỗi xung T2 sao. Thì nó dựa trên sự thay đổi tính nhạy cảm sau khi tiêm thuốc tương phản, thực hiện trên xung T2 sao nhanh và có sự thay đổi tín hiệu mạnh. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào thời gian theo dõi T2 sao. Vì dựa vào chuỗi xung T2 sao cho nên có cái nhược điểm là nó sẽ dễ bị gây nhiễu bởi các yếu tố như chảy máu, rồi các cái vị trí mà có giao diện xương khí ở vùng nền sọ, vùng cạnh các cái xoang hàm mặt. Thì các cái phương pháp phân tích hình ảnh cũng như là các cái hậu xử lý post processing nó tương đối đơn giản, cho nên đây là một cái kỹ thuật đánh giá tế bào tốt nhất để áp dụng trong chẩn đoán bệnh lý ở sọ não. Đây là hình ảnh minh họa mà ở phía trên đây là chúng ta có sơ đồ và đây là bản đồ màu. Chúng ta sẽ có các thông số, đây là cái đường baseline, chúng ta có thông số là MTT, thời gian chuyển dạng trung bình, thời gian đạt đỉnh. Và đây là hình ảnh ở trên này là một cái ví dụ minh họa một ổ tổn thương mà nó có nhồi máu, tức là chúng ta nhìn thấy là so với vùng tham chiếu bên đối diện á, cái ổ tổn thương ở chỗ vị trí mũi tên này chúng ta thấy là nó có giảm thể tích dòng máu, đường biểu thị là đường xanh này, chúng ta thấy là giảm thể tích dòng máu và thời gian chuyển dạng trung bình cũng như là thời gian đến đỉnh nó kéo dài hơn so với vùng tham chiếu. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật đối quang động học, thì nó dựa trên chuỗi xung T1. Thì cái nguyên tắc là nó sử dụng chuỗi xung T1 nhanh, lặp đi lặp lại vào cái vùng mà chúng ta định thăm khám để đo sự thay đổi tín hiệu các mô theo thời gian từ trước tiêm thuốc cản quang đến sau tiêm thuốc cản quang ở thì sớm thì
động mạch thì tĩnh mạch và thì muộn. Thì đây là một chuỗi xung phụ thuộc vào thời gian thư giãn T1 và nó tăng do hiệu ứng rút ngắn T1 so với chất thương phải. Chính vì nó dựa vào chuỗi xung T1 ấy, cho nên nó ít bị nhiễu ảnh. Cho nên là với chuỗi xung với cái thời gian TR ngắn ấy, thì độ phân giải không gian nó sẽ thấp và thời gian thực hiện chuỗi xung nó sẽ dài. Và có một cái nhược điểm là các cái phương pháp phân tích như hậu xử lý nó phức tạp, cho nên ít được sử dụng hơn. Đây chúng ta có một trường hợp ví dụ minh họa là một ổ tổn thương u não dạng nang ngấm xúc mạnh ở ngoại vi, và trên chuỗi xung thiếu máu chúng ta thấy là nó có tăng thiếu máu ở cái vùng ngấm xúc mạnh sau tiêm, và trên biểu đồ thiếu máu chúng ta thấy là cái hình ảnh tăng thiếu máu rất mạnh của u này. Cái kỹ thuật mà đối quang động học này còn được sử dụng để thăm khám trong nhiều trạng khác ngoài sọ não. Chúng ta có thể thăm khám được các cái u mà có tăng thiếu máu ở tụy, ở gan, vân vân. Kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật mà thiếu máu không dùng thuốc tương phản, tức là kỹ thuật đánh dấu động mạch. Thì nó dựa vào đánh dấu dòng mạch từ động mạch, nó sẽ đánh dấu được mạch đến não ở vùng khảo sát. Nó cho chúng ta hình ảnh khác biệt trước và sau đánh dấu, sẽ tạo ra cái bản đồ thiếu máu. Thời gian tạo ảnh lâu hơn, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu, tức là SNR, signal to noise ratio thì thấp hơn kỹ thuật khác, và nó không nghiên cứu tốt về bệnh học cũng như kỹ thuật khác. Tuy nhiên, nó cung cấp cho chúng ta các thông tin về chỉ số lưu lượng dòng máu và mã hóa màu thiếu máu nhu mô não. Đây là kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần và cung cấp thông tin ban đầu cho chẩn đoán. Trường hợp có bệnh lý sẽ chỉ định kỹ thuật thiếu máu não có thêm thuốc tương phản để khẳng định chẩn đoán. Thì nó là kỹ thuật không dùng thuốc, đơn giản, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên giá trị thì không cao. Đây chúng ta có hình ảnh, đây là biểu đồ của kỹ thuật đánh dấu động mạch cũng như là hình ảnh minh họa bên trái. Ở vị trí mũi tên là chúng ta nhìn thấy là cái vùng mà thiếu các cái photon ở nguyên tử mạch máu, đó là thể hiện một tình trạng ổ nhồi máu ở mặt cầu bên trái so với bên đối diện. Các ứng dụng của chuỗi xung cộng từ thiếu máu đó là gì? Thì có nhiều ứng dụng lắm, nhưng mà những cái ứng dụng chính là bao gồm có là thiếu máu não này, trong u não, ứng dụng trong bệnh lý viêm nhiễm trùng não và các bệnh lý thoái hóa thần kinh. Đối với thiếu máu não á, thì quan trọng nhất là nó xác định là vùng tranh tối tranh sáng. Thì cái vùng giảm thiếu máu não thì có thời gian MTT và TTP kéo dài. Vùng tranh tối tranh sáng là vùng mà nhu mô não có khả năng hồi phục được. Nó nằm cạnh hoặc là xung quanh cái vùng lõi, vùng mà tế bào não chết không khả năng hồi phục. Thì cái vùng này thường có CBS, tức là lưu lượng dòng máu cũng như là thể tích dòng máu giảm hoặc là bình thường. Thời gian MTT và TTP tăng và nó có màu xanh nhạt không khớp trên bản đồ CBF, CBV. Cái vùng hoại tử hay vùng lõi, đây là chúng ta đi từ ngoại vi vào nhé, vùng giảm tế máu này, vùng tranh tối tranh sáng này, và vùng trung tâm là vùng hoại tử hay vùng lõi, thì có CBF, CBV giảm, và các thời gian thì kéo dài. Đây chúng ta có một cái sơ đồ minh họa cái vùng mà thiếu máu não, đi từ ngoại vi vào trung tâm chúng ta có vùng màu xanh này, là cái vùng giảm tế máu, nhưng mà hoạt động nhu mô não vẫn còn bình thường. Tiếp theo là biên giới giữa vùng xanh và vùng vàng. Cái vùng vàng đây là cái vùng mà tranh tối tranh sáng, là cái vùng mà nhu mô não còn có khả năng hồi phục được. Có biên giới giữa vùng tranh tối tranh sáng và vùng lõi ở trung tâm. Thế vùng màu đỏ là cái vùng lõi của ổ nhồi máu, là cái vùng mà nhu mô não chết và không khả năng hồi phục. Thế thì chúng ta có một khái niệm gọi là diffusion và perfusion mismatch, tức là nó là sự không phù hợp của diện tích vùng tổn thương giữa diffusion và perfusion. Có nghĩa là trên perfusion á, thì vùng thiếu máu không bình thường, diện tích nó sẽ lớn, đặc biệt là lớn nhất của MTT, tiếp theo rồi đến CBS và CBV. Nó giúp chúng ta phát hiện được cái vùng mà tranh tối tranh sáng đấy. Thì nó có độ nhạy rất cao trong phát hiện nhồi máu não những giờ đầu tiên. Vùng tranh tối tranh sáng là phát hiện rất là tốt, và chúng ta có thể so sánh là trên các lâm kính thường thì tỷ lệ phát hiện rất là kém. Trên các lâm kính mà có thiếu máu, kỹ thuật thiếu máu CT á, thì chúng ta phát hiện được khoảng 90%. Còn công tư thiếu máu thì phát hiện là rất là tốt, thậm chí 100% đặc biệt là những tổn thương nhỏ của ngoại vi và những vùng khó phát hiện như là thận não. Đây là cái biểu đồ minh họa những cái không phù hợp giữa diffusion và perfusion. Thì trên diffusion á, nếu chúng ta nhìn thấy vùng tổn thương có bất thường tín hiệu, tức là tăng cái diffusion, giảm cái ADC thì nó là vùng lõi của tổn thương rồi. Chỗ này là các tế bào não bị sang giai đoạn là thiếu máu do ngộ độc tế bào, là cái nhu mô não không khả năng hồi phục nữa. Trong khi đó thì trên perfusion ta quan sát là cái vùng mà vùng tranh tối tranh sáng ở xung quanh là cái vùng mà có thay đổi tín hiệu trên perfusion và là phần nhu mô não có thể hồi phục được. Đây là hình minh họa. Chúng ta có thể diffusion
B1000 của tổn thương tăng hiệu rõ và trên quyết cán trên diffusion. Và trên các cái bản đồ tưới máu chúng ta thấy là nó có một cái vùng giảm tưới máu ở xung quanh rất là rõ, không phát hiện trên diffusion. Thì cái vùng này là cái vùng mà nhu mô não có thể hồi phục được, tức là vùng nguy cơ so với vùng nhồi máu não ở xung quanh, là cái vùng này chúng ta phải điều trị để bảo phục hồi lại nhu mô não. Thế thì các chung cộng từ trong thiếu máu não chúng ta sẽ dùng các chung T2 hoặc flare, rồi chung diffusion. Diffusion là mục đích là chẩn đoán, chúng ta phát hiện được các ổ nhồi máu não sớm, các giai đoạn của nhồi máu não, và chúng ta chụp chung cộng từ khuếch tán để nhằm mục đích tiên lượng, xác định được vùng tranh tối tranh sáng, và chúng ta có thể chụp chung mạch, chụp mạch trên cộng từ để mà tìm được cái vùng tắc mạch, tìm được các cái nguyên nhân mà tổn thương mạch máu, bóc tách mạch máu gây nên nhồi máu. Đây là một hình ảnh minh họa. Bệnh nhân này có tổn thương ở vị trí nhân bèo và đầu nhân đuôi bên phải, tăng tín hiệu trên diffusion B1000, giảm cho ADC, thể hiện một cái ổ tổn thương nhồi máu não cấp tính. Trên chuỗi xung TOF 3D á, thì chúng ta thấy là hình ảnh cắt cụt của động mạch não giữa bên phải. Trên bản đồ tưới máu thì chúng ta nhìn thấy là cái vùng tổn thương á, thì nó không rõ trên CBB và CBF, tuy nhiên trên thời gian tê mắc chúng ta nhìn được rõ cái vùng tổn thương kèm theo cái vùng tranh tối tranh sáng xung quanh rất là rộng, cũng như là tương ứng với cái trên bản đồ đánh dấu động không tiêm thuốc cản quang tê máu đánh dấu động mạch, đã xác định được cái vùng tranh tối tranh sáng ở bản cầu bên phải. Một cái minh họa khác ở bệnh nhân này chúng ta thấy là trên chụp flare hầu như không phát hiện được tổn thương gì cả, thấy bất thường hiệu, nhưng mà trên diffusion chúng ta nhìn thấy có một số các cái ổ tăng tín hiệu mạnh trên diffusion. Đấy, tuy nhiên là ở trên perfusion diffusion thế này thôi, nhưng mà trên cái bản đồ tưới máu chúng ta xác định được cái vùng tổn thương rất là rộng, nó có sự mismatch giữa perfusion và diffusion. Chúng ta nhìn thấy là cái vùng mà tổn thương rất là rộng là cái vùng mà tranh tối tranh sáng đây, và trên chụp chung top 3D chúng ta thấy là bệnh nhân này có một cái nhồi máu do tắc hoàn toàn động mạch kèm trong bên trái. Các ứng dụng khác của chụp chung tưới máu trên cộng từ trong u não thì đây là một số các cái minh họa, ví dụ như là u não nguyên phát thì nó sẽ tăng tưới máu tùy thuộc vào cái bậc của khối u, bậc càng cao thì càng tăng tưới máu. U não thứ phát thì nó có tăng tưới máu, đối với lymphom thì nó giảm tưới máu hơn so với các u não nguyên phát của bậc cao, và trong một số các tổn thương khác thì nó sẽ là giảm tưới máu, như là tổn thương viêm, tổn thương áp xe. Có một khái niệm nữa chúng ta phải hiểu, phải phân biệt, đó là ngấm thuốc trên cộng từ thường quy á, thì nó không luôn luôn là đồng nghĩa với tăng tưới máu. Đấy, cái này trong thực tế là có nhiều bạn ở chỗ đi học của chỗ tôi là nhầm hai khái niệm này. Bởi vì là ngấm thuốc trên cộng từ thường quy ấy, nó biểu hiện hai tình trạng. Một là có sự tăng sinh mạch ở trong tổn thương. Thứ hai nữa là có sự phá hủy của hàng rào máu não. Còn những vùng mà tăng tưới máu trên perfusion á, thì nó chỉ xác định được cái tình trạng vi mạch và các cái mạch tân tạo ở bên trong của tổn thương u thôi, mà nó không xác định các cái tăng tưới máu ở tăng ngấm thuốc do tổn thương hàng rào máu não. Thì perfusion áp dụng trong u não là giúp chúng ta đánh giá u, bậc của u, thì chủ yếu dựa vào chỉ số thể tích dòng máu. Bởi nhiều u ác tính thì có chỉ số CBV rất là cao, chúng ta có thể tính chỉ số CBV và CBF với bán cầu đối diện để đánh giá bậc của u, xác định ở vùng u trước sinh thiết và đánh giá u sau điều trị, tức là những vùng tăng tiến máu liên quan đến u hoạt động, hay là cái tổn thương ngấm thuốc mà trên cộng từ thường nhưng mà lại giảm tiến máu trên perfusion, tức là những cái tổn thương mà sau điều trị, tức là như, ví dụ như là viêm do xạ trị hoặc là sau phẫu thuật, chứ không phải là tổn thương do u thâm nhiễm. Ở đây là một cái ví dụ, chúng ta thấy là đây là chụp chung T1 sau tiêm, chúng ta thấy ổ tổn thương dạng ngang có phần đặc ở ngoại vi, ngấm thuốc rất là mạnh sau tiêm. Tuy nhiên nó có sự không phù hợp giữa việc cấm thuốc trên chuỗi xung T1 sau tiêm cũng như là trên bản đồ tưới máu. Cái vùng mà tăng tưới máu á, trên cái bản đồ tưới máu này nó rộng hơn rất là nhiều, thậm chí cả những cái vị trí và đánh dấu trên này mà trên chuỗi xung T1 sau tiêm chúng ta không thấy nó có cấm thuốc rõ ràng. Đấy, cho nên là cái việc tăng tưới máu ở trên perfusion á, nó khác với cả cái ngấm thuốc ở trên T1 sau tiêm. Thì cái vùng này chúng ta thấy là có
cái tăng tiêu máu rất là rõ trên cái bản đồ ở tiêu máu. Một cái trường hợp khác là bệnh nhân này có glio mực thấp đã được phẫu thuật, thì cái việc theo dõi sau điều trị của glio mực thấp này chúng ta thấy là đây là chủ sung flare này, tổn thương ở nhu mô não thùy chắn trái, chủ sung T2 spinaco này, trên cái vùng tổn thương nhu mô não cũ này có ổ kết não này, thì chúng ta nhìn thấy có một cái nốt nhiễm thuốc nhỏ thùy chắn trái trên thêm một sâu thêm, thì cái ổ này là tăng tế máu trên perfusion, tăng tế máu trên perfusion so với cả bên đối diện, tăng tế máu rõ. Và chúng ta thấy trên cái sơ đồ cụm từ phổ thì có đỉnh colin rất là cao. Tức là chúng ta chẩn đoán được đây là một cái gliom tái phát và chuyển dạng ác tính ở vị trí nhu mô não thùy chắn trái rồi. Một trường hợp khác là bệnh nhân có ổ tổn thương thùy nhậm tiểu não, ổ cấu trúc hỗn hợp cùng phần ngang và phần đặc cấu trúc không đồng nhất. Thì ở trên bản đồ tế máu chúng ta thấy là tổn thương này không tăng tế máu so với vùng tham chiếu. Tuy nhiên là cái đường tế máu của nó thì nó trên đường baseline, trên đường cơ bản. Cho nên thì thể hiện là đây là một astrocytome, và đặc trưng của astrocytome này là không tăng tế máu. Tuy nhiên là nó cái đường tế máu của nó trên đường baseline thể hiện tình trạng là tăng tính thấm của khối u. Hoặc là một cái là ví dụ khác, một trường lymphoma chẳng hạn, vị trí là lymphoma ở cạnh đường giữa nấm thuốc rất là mạnh sau tiêm và nó cũng không tăng tế máu. Meningioma, ổ tổn thương meningioma nằm cạnh não thất 4 và chèn ép não thất 4 thì chúng ta thấy là tổn thương ngành tế bào rất là rõ và nó có chỉ số tế bào nó cao gấp 4 lần so với các vùng tham chiếu. Nó có tác dụng trong việc đánh giá tổn thương sau điều trị, ví dụ như đây là một tổn thương sau xạ trị. Ngấm thuốc rất là mạnh trên trục xung T1, tổn thương phía dưới cũng thế. Chúng ta thấy là ngấm thuốc rất mạnh trên T1 nhưng mà không có cái tăng tế máu trên chủ xung perfusion, thì nó thể hiện một tình trạng là tổn thương này nó có ổn định và là không có tế bào ác tính. Một cái trường hợp khác tổn thương sau phẫu thuật, chúng ta thấy là ổ tổn thương ngấm thuốc rất là mạnh ở bán cầu não bên phải nhưng mà không có tăng tế máu trên perfusion, thì nó không đây là chỉ thể hiện là vùng thắc sinh mạch sau phẫu thuật thôi chứ không phải là u não tái phát. Một trường hợp khác thì chúng ta thấy là ổ tổn thương ngấm thuốc rất là mạnh ở thùy thái dương bên phải. Tuy nhiên là trên cái ổ tổn thương ngấm thuốc mạnh này trên bản đồ tế máu á, thì nó chỉ có một phần là tăng tế máu thôi, phần còn lại thì không tăng tế máu. Thì chúng ta như thế này chúng ta thấy ra cái phần u tăng tế máu ác tính nó sẽ chính xác hơn là chỉ dựa vào cái ngấm thuốc của thùy thái dương. Các ứng dụng nữa trong các bệnh lý viêm và nhiễm trùng não thì ví dụ như là chúng ta có thể áp dụng trong chẩn đoán các tổn thương áp xe não chẳng hạn. Áp xe não thì mặc dù là như phần cộng từ khuếch tán ấy, chúng ta thấy là cái vỏ áp xe não là ngấm thuốc rất là mạnh. Tuy nhiên đây là cái vỏ mà bao gồm các sợi collagen với mật độ mao mạch thấp. Chính vì vậy mà nó sẽ không có tăng tế bào trên perfusion. Chúng ta thấy là đây là chữa xung T1 sau tiêm này. Cái vỏ tổn thương ngấm thuốc rất là mạnh nhưng mà trên bản đồ tế bào thì nó không có tăng tế bào. Còn cái vùng trung tâm thì nó không có tế bào rồi. Thì cái vùng này khuếch tán rõ trên diffusion và ABC này. Một tổn thương nhiễm khuẩn khác là bệnh nhân toxoplasma, tổn thương ở vị trí đầu trị bên trái, ngấm thuốc rất mạnh kèm vùng phủ não xung quanh, thì chúng ta thấy là không có tăng tế bào trên trên perfusion. Đấy là cộng mở từ cái máu. Sang phần tiếp theo là cái nhiễm xung đặc hiệu khác nữa là chúng ta có cộng từ phổ, mass spectroscopy. Thì cộng từ phổ là gì? Đối với cộng từ thường quy á, thì chúng ta sẽ sử dụng nguyên proton nguyên tử hydro trong nước để tạo hình. Thì cộng từ nó thường quy nó sẽ cho chúng ta hình ảnh lần phẫu và các điểm hình thái của bệnh học thôi. Nhưng ta biết là về mặt chẩn đoán ảnh hiện nay á, thì nó sẽ có hai nhóm chẩn đoán ảnh. Một là chẩn đoán ảnh hình thái và hai là chẩn đoán ảnh chức năng. Thì cộng từ phổ là nhằm trong nhóm cộng từ chức năng, tức là fMRI. Vì sao? Bởi vì là nó sử dụng năng lượng của nhiều loại hạt nhân khác như hydro, phosphor, carbon, nitơ, natri vân vân, và nó cho chúng ta những cái thông tin về sinh hóa, các chất chuyển hóa của các mô trên in vivo. Và nó không các ứng dụng chính ấy, là khảo sát các bệnh lý thần kinh, đánh giá các bệnh lý ngoài da và đánh giá các bệnh lý tiền tuyến và mô cơ. Tức là không chỉ cho chúng ta những thông tin về mặt hình thái nữa.
Thì về mặt kỹ thuật chúng ta có hai kỹ thuật, có thể dùng kỹ thuật đơn điểm single voxel hoặc đa điểm multi voxel. Kỹ thuật hai chiều và ba chiều có sẵn trên lâm sàng phổ proton đều có thể thực hiện được. Hầu hết các máy cộng từ hiện đại này có thể thực hiện cộng từ phổ, không cần phụ phần cứng mà chỉ cần thêm phần mềm thôi bằng việc điều chỉnh cuộn chèn streaming. Tuy nhiên là cộng từ phổ thì không thể thực hiện được với máy có từ trường dưới 1 Tesla. Đánh giá phổ chúng ta sẽ có thể hiện ở trên trục X và trục Y. Trục X tức là cái tần số của bậc khoa học đơn, tính bằng đơn vị phần triệu của các chất chuyển hóa khác nhau. Trục Y là biên độ tín hiệu hoặc nồng độ các chất chuyển hóa khác nhau. Phổ sẽ được đọc từ phải qua trái, số đơn vị phần triệu trên trục X tăng lên theo cùng một hướng. Nồng độ các chất chuyển hóa bình thường ở não thay đổi nhẹ theo tuổi. Trẻ em từ 2 tuổi trở lên phổ tương tự như người lớn. Ở não người trưởng thành thì nồng độ NAA tăng lên và colin giảm. Đây chúng ta có một hình ảnh phổ bình thường. Chúng ta sẽ có các cái hình ảnh phổ, đây là của bioisonitol này, colin này, creatinine này, glutamate, glutamine này, NAA này, lactate và lipid. Đó là các hình ảnh mà các cái phổ bình thường. Ở người lớn, ở trẻ con trên 2 tuổi cũng như là ở người lớn thì NAA nó tăng cao, phổ bình thường. Thì một trong những ứng dụng lâm sàng sớm nhất của cộng từ phổ đó là phân biệt giữa glioma bậc thấp, u thần kinh đệm bậc thấp và tổn thương nhồi máu não. Thì đây là vấn đề chẩn đoán rất là khó khăn và rất là hay gặp trong trong lâm sàng. Nếu mà chúng ta chỉ có dùng cộng từ thực quy không á, thì rất nhiều trường hợp phải đặt ra vấn đề chẩn đoán và gặp rất là khó khăn, đặc biệt là những bệnh nhân trẻ bị đột quỵ và không có yếu tố dự báo nhồi máu não. U não thì có đỉnh colin cao nổi bật và hầu như là NAA nó giảm và không có NAA. Còn nhồi máu thì nó giảm colin NAA và đỉnh lactate nó cao nổi bật. Đây chúng ta nhìn thấy là đây là một trường hợp bệnh nhân có nhồi máu não thủy thể bên phải, là phổ điều trị bằng cái NAA giảm nhưng mà colin xin lỗi đỉnh lactate tăng rất là cao. Đây là một số các ứng dụng lâm sàng cộng từ phổ trong chẩn đoán các cái bệnh lý ở sọ não. Ví dụ như là đối với ung nguyên phát chúng ta thấy là cái đỉnh lipid tăng, có đơn vị đây, đỉnh lactate tăng, giảm NAA, colin tăng, bioinositol tăng, rồi các cái tổn thương khác tương tự mọi người có thể xem ở trên bảng. Đối với đánh giá u não, ứng dụng trong đánh giá u não thì nó giúp cho cộng từ phổ giúp chúng ta phân biệt các u não ác tính với cả những u não bình thường, phân biệt giữa tổn thương u hay không u, gợi ý bản chất mô học và độ chính xác của cộng từ phổ trong chẩn đoán u không u. Đó là 95-100%. Nó giúp ta phân biệt giữa u não nguyên phát và thứ phát, giúp cho chúng ta đánh giá sự lan rộng của u, tiến triển của u, đáp ứng điều trị, xác định vị trí lý tưởng để chi tiết. Các dấu hiệu chính của u não trên cộng từ phổ là tăng colin, tăng tỷ lệ colin trên NAA, tăng tỷ lệ colin trên creatine, tăng lipid, tăng đỉnh lactate, giảm NAA trên creatinine và giảm creatine. Đây là một ví dụ minh họa của một u thần kinh đệm bậc thấp ở bản cầu não bên trái. Chúng ta có nhìn thấy tổn thương giảm trên T1, tăng trên T2, tăng trên chiếu sung flare và hầu như là không ngấm thuốc mà trên chiếu sung xuyên màu sau tiêm. Thì trên cộng từ phổ chúng ta thấy là đỉnh colin giảm và NAA tăng cao. Và nhìn thấy NAA tăng cao. Một tổn thương khác tức là u thần kinh, u tế bào hình sao mà ở mức 3 ấy, anaplastic. Chúng ta thấy là trên chiếu sung flare, trên sung T2, ổ tổn thương sau tiêm thì chúng ta nhìn thấy là NAA giảm thấp, colin tăng cao và chúng ta nhìn thấy là tăng cả đỉnh lactate nữa. Một ổ tổn thương lymphoma ở cạnh não thất bên bên trái có hạn chế phân tán rõ giống như là cái trường hợp trước mà lymphoma ta thấy trên chiếu sung diffusion thì chúng ta thấy là trên cộng từ phổ đỉnh colin tăng cao, NAA rất là thấp, đỉnh NAA thấp và có tăng cả đỉnh lactate. Một ứng dụng lâm sàng của cộng từ phổ nữa là trong trường hợp động kinh thì cộng từ, chúng ta biết là cộng từ là một trong những cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh mà rất có giá trị trong chẩn đoán các bệnh lý động kinh. Rồi trong bệnh lý động kinh thì cái tổn thương hay gặp chiếm 60-85% các bệnh nhân động kinh đó là tổn thương ở hồi hải mã. Thì nó biểu hiện là giảm thể tích về mã này. Chúng ta biết là đối với động kinh thì ngoài việc chụp các chiếu sung T1, IR, TrueIR như phần trước tôi nói,
thì chúng ta phải thực hiện các chuỗi xung mà có tính thứ hai, ví dụ như là thứ hai spinnacle, ví dụ như là chuỗi xung flare, vuông góc của huề mã để đánh giá cái tín hiệu của huề mã hai bên. Thì thường là các tổn thương sơ cứng của huề mã nó thể hiện bằng việc giảm tín hiệu của huề mã cũng như là tăng tín hiệu trên các chuỗi xung thứ hai là flare. Thì cái này nó rất là dễ chẩn đoán thôi. Tuy nhiên là một số trường hợp á, thì nó lại không gặp được dấu hiệu này, hoặc là bệnh nhân không có rõ ràng, thì lúc đó chúng ta sẽ áp dụng cụm từ phổ. Thì đo cụm từ phổ vào vị trí huề mã hai bên, chúng ta có thể thấy là giảm NAA và tăng glutamate, glutamine, tăng myo-inositol trong sơ cứng huề mã. Các dấu hiệu này có thể thấy ở huề mã có kích thước đối xứng và không tăng tín hiệu trên chuỗi xung thứ hai. Đây là một ví dụ minh họa, chúng ta thấy là cái huề mã hai bên á, thì không có tăng tín hiệu rõ rệt trên chuỗi xung thứ hai coronal. Tuy nhiên là trên cụm từ phổ chúng ta thấy là các cái đỉnh mà NAA colin nó giảm, nhưng mà cái đỉnh đỉnh NAA tăng và cái đỉnh myo-inositol á, nó tăng cả hai bên này, nó tăng đỉnh myo-inositol cả hai bên. Thì đây là một cái tổn thương mà sơ cứng của huề mã cả hai bên. Một ứng dụng lâm sàng nữa của cụm từ phổ đó là trong đánh giá bệnh nhân có nghi ngờ sa sút trí tuệ. Thì cụm từ phổ có vai trò rất là quan trọng, nó có thể phát hiện teo não, đặc biệt là ở tủy thái dương. Thì trên phổ nó có giảm NAA và tăng myo-inositol ở các vùng sầm thái dương, đỉnh ở trán trên bệnh nhân sa sút trí tuệ. Thì chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ là một tình trạng bệnh lý khởi đầu sa sút trí tuệ, thì đó là dự báo bệnh nhân của MCI này và liệu có phát triển thành Alzheimer hay không. Đó thì chúng ta có thể sử dụng cụm từ phổ. Thì trên cụm phù từ phổ ta xác định được là các cái tổn thương giảm NAA và có đỉnh myo-inositol tăng cao trên cụm từ phổ. Đây là trường hợp bệnh nhân già có mất trí nhớ tăng dần. Thêm một ứng dụng nữa là trong đánh giá bệnh nhân hôn mê, chúng ta có thể xác định nguyên nhân hôn mê. Các trường hợp bệnh não gan có đặc điểm phổ riêng duy nhất, tức là myo có thể không có, colin giảm, glutamate, glutamine tăng. Ở những bệnh nhân mà hôn mê sau chấn thương đầu thì giảm NAA từ nhẹ đến vừa, không có đỉnh lactat. Ở những bệnh nhân hôn mê kéo dài thì giảm NAA nặng và lactat tồn tại kéo dài có thể gợi ý tiên lượng xấu. Ngoài ra thì chúng ta có thể áp dụng cụm từ phổ trong chẩn đoán bệnh lý khác, ví dụ trong chẩn đoán là các bệnh lý ung thư thể lực tuyến này. Chúng ta có thể thấy là trong trường này bệnh nhân có đỉnh colin tăng cao và NAA giảm. Kết luận thì cụm từ là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh có vai trò rất quan trọng và có nhiều ứng dụng trong thực tế lâm sàng. Thì với những cái chuỗi xung đặc hiệu cũng như là các những tiến bộ mới cụm từ thì giúp chúng ta không chỉ chẩn đoán được hình thái, đặc điểm giải phẫu, hình thái tổn thương, mà giúp cho chúng ta còn chẩn đoán được cả các cái thay đổi mặt sinh hóa, cấp độ tế bào, giúp cho việc chẩn đoán và có định hướng điều trị tốt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Bùi Quang Huynh.